ra từng mắt chưa? Ra từng mắt. Khỏi chưa? Ra biển rồi, khỏi. Từng mắt chưa? Anh có biết chữ không? Không biết chữ. Không biết chữ à? Thế à? Cháu cơ ánh sáng thì bọn cháu có làm được. Xong rồi, mình chờ một tí, cho con chờ một tí. Ôi. Đây là của em xong luôn. Tối hôm mùng 3 xuất phát từ Bình Dương về. Tối hôm qua 8 giờ em ăn bị thủng luôn, em cả 8 giờ sáng nay mới có xe về ạ. Thế đấy mình làm nào để sửa? Xong rồi em đẩy qua 35 cây số xong rồi mới có quán sửa. Mình biết là về nó sẽ gian nan nhưng mà bây giờ mình ở đấy không ai nuôi mình. Nó lại hết tiền thì phải về anh ạ. Tại vì mình đi làm vì tiền mà. Về không có tiền rồi mình ở đấy còn làm gì được anh. Ở về nhà cứ nhà có gạo mà anh. Có gạo có ngô. Mình vui ấy, thì như kiểu là mình xa nhà được lâu rồi, bây giờ mình cũng về gần đến nhà rồi. Và mình buồn là thứ nhất là mình đi dài, đi nhiều, đi 2-3 ngày, 2-3 đêm không được nghỉ chỗ này, rất là mệt người. Với lại đi xe máy mình phải tỉnh táo. Và cũng hơi, bây giờ mình vẫn chưa đến nhà được, vẫn hơi lo. Những lúc mà mình không đuổi kịp đội ấy, những lúc đấy mình sợ xe nó bị làm sao hay là mình không biết đường, mình bị lạc đường. Nếu như là năm nay nó dịch thì vợ chồng em sẽ đưa con về nhà và sang năm. Nếu như là nó cải thiện hơn thì mình vẫn sẽ phải xuống đi làm. Bởi vì mình vẫn còn gia đình mà. Mình vẫn còn gia đình khó khăn thì mình cũng phải xem chỗ nào nó giúp mình cải thiện được cuộc sống thì mình cũng sẽ phải đi thôi. Đỡ, sao thế này, xe này. Bình an nhá, gia đình mình bình an nhá.